chương trình radio Cà Phê Sáng. Chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó. Nói ở nghĩa nào thì người ta không ai có thể chung thân với một thứ gì miên viễn. Mình không bỏ nó thì nó cũng xa mình. Ta có thể mất nó vì nhàm chán hay không còn cơ hội để nắm víu. Và cái mà ta yêu nhất cũng có nhiều kiểu bỏ ta ở lại mà đi. Hồi xưa, bắt chước theo kinh mà nói thì cái gì cũng là bè cỏ qua sông. Giờ có thêm tí tuổi, nhiều lúc nằm ngẫm nghĩ một mình, thấy câu nói vi von đó hay quá chừng hay đáo để. Kinh chép, ngày xưa có ông đạo sĩ Sumedho thừa sức chứng quả là hắn, nhưng ông không can tâm giải thoát gọn nhẹ, lặng lẽ và an nhàn như thế. Ông chỉ muốn thành một vị đại giác y hệt Thế Tôn Nhiên Đăng để mà gồng gánh thiên hạ. Phật nhìn kỹ căn cơ của ông không phải lợi soàng, bèn ừ cho một tiếng. Ông vui quá trở thành bất thối Bồ Tát, đời đời tùy chung với đại nguyện của mình. Kinh nói, Thế Tôn Cổ Đàm chính là kiếp cuối cùng của ông đạo sĩ Sumedha ngày trước. Khổ tu chừng đó thời gian, thành Phật rồi cũng chỉ sống thêm 45 năm thì bỏ đời mà đi. Trước sau thọ lượng chỉ vừa vặn 80 năm ngắn ngủi. Với Ngài, vậy cũng là quá nhiều, bởi nào ai biết, Ngài từng có ý viên tịch từ năm 35 tuổi ngay sau khi thành Phật. Những người nặng tình với Đức Phật thì thời gian 80 năm đó chẳng bó bèn gì. Đến ngày Ananda thấy Phật đi quá sớm, tôn giả đã khóc thầy bằng nước mắt của một bậc thánh. Thôi thì gì cũng một áo phủ vân, khác nhau chăng là mây lành ngũ sắc hay mây xám báo dông. Khoảng 3 tháng sau ngày Phật tịch, hiểu ra chuyện đó, tôn giả Ananda không buồn nữa, rồi thì đến phiên Ngài cũng theo Phật mà đi. Đó là câu chuyện của Thánh Hiền, còn với phàm tâm thì sao chứ? Lại cũng vẫn là chuyện được rồi mất. Mất có hai cách, một là không muốn giữ nữa nên buông, hai là bàn tay quá yếu không đủ sức nắm níu nên đành để vụt mất. Cái quan trọng là người ta có thấy được cái nguyên tắc khốc liệt của cuộc đời là anh phải lần lượt bỏ lại hết để mà đi tới hay không. Thằng bé phải buông hết những món đồ chơi của trẻ con để trở thành người lớn, đó cũng là một hành trình trong cuộc đời. Rồi thì tầm nhìn của thiên hạ phải tiếp tục đổi khác để có thể yêu lấy những người không phải thân thuộc huyết thống. Yêu được một người dưng nào đó thì các cô cậu bắt đầu trưởng thành. Giai đoạn này lại cũng chỉ là một chặng đường phải vượt qua. Rồi sẽ có một ngày, yêu hay không chẳng còn là chuyện đáng nói nữa. Vấn đề lúc này chỉ đơn giản là có cần thiết hay không mà thôi. Bước tới được giai đoạn này, hầu hết đều là những người đã hai màu tóc. Đó là chuyện đời, chuyện đạo ngẫm nghĩ thì cũng đâu gì khác. Giai đoạn tu chứng nào cũng chỉ là một trạm dừng qua đêm. Mai sáng phải tiếp tục đi về phía trước, lên trên cao. Ai nghỉ chân lâu quá, coi chừng cuộc đi đang nảy sinh vấn đề. Đã gọi là con đường thì lúc nào cũng chỉ để đi, không phải để ở. Muốn lên đỉnh núi phải biết rời khỏi chân núi. Mọi thành tựu trên đường hành đạo đều chỉ là những lữ quán, những bến đò, những sân ga phi cảng. Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu non. Hành giả trên đường tu phải là kẻ hành nhân một đời làm những cuộc dã biệt. Nói thiệt, con đường nào cũng có những trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua. Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn là ai cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế không một hành giả nào đến đích mà chân không rớm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với những gai cỏ tàn độc trên đường.
Không bỏ được cái thích, người ta làm sao có được những thứ cần. Tôi được em có nghĩa là tôi phải mất bản thân tôi. Càng sống nhiều với những ràng buộc, tôi càng đánh mất những cơ hội tự do. Chợt nhớ có một câu danh ngôn dành cho mấy người mê mua sắm: khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào đó. Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí, nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người, còn ăn hết nhịn. Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang nhất. Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây trắng trời xanh, những tuyết trắng nắng vàng, rồi thì áo hồng áo lục, trung tình hay phổ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một cuộc biển dâu. Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi, đi về đâu mới được chứ? Ừ thì một cõi phù vân. Tác giả: Sư Toại Khanh. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.